Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin quan hệ với Mỹ, Đảng như hóc xương. Nâng cấp quan hệ với đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia từng là đối thủ trong chiến tranh dễ, khó thế nào và phải chăng thể chế là một vấn đề chìa khóa, mấu chốt. Hai nhà phân tích chính sách, chiến lược và thời sự kinh tế chính trị từ Việt Nam trong dịp này đã chia sẻ quan điểm với đài BBC. Và trước hết, tại một cuộc hội luận trực tuyến vào hôm 23 tháng 7 năm 2020 trên kênh Facebook của đài BBC tiếng Việt, từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà phân tích chính trị chính sách công, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ nêu ý kiến như sau. Vào năm 1995, dưới thời của Tổng thống Bill Clinton, Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ rồi. Sau đó, chúng ta đã tiến tới quan hệ toàn diện đối với Mỹ và bây giờ có một phương án nữa là trong tình hình này nên chăng là nâng cấp lên thành quan hệ chiến lược, có nghĩa là cấp cao nhất trong quan hệ hai quốc gia mà theo thể thức ngoại giao hiện nay. Đây là hình ảnh người dân thành phố Hồ Chí Minh chào mừng Tổng thống Bill Clinton trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11 năm 2000. Theo ý kiến riêng của tôi thì đây là một dịp tốt để Việt Nam nâng quan hệ với Mỹ lên cấp chiến lược vì rất nhiều lý do, không phải chỉ vì lý do là Mỹ đã có những công bố, tuyên bố mà gần đây nhất đã bác bỏ gần hết những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều đó tạo thuận lợi cho Việt Nam trong việc có cách nhìn nhận cũng như là một cái ứng xử ở Biển Đông thuận lợi hơn. Và cân bằng hóa các quan hệ, vẫn theo ông Phạm Quý Thọ, đây còn là cơ hội để Việt Nam cân bằng hóa các quan hệ với các nước khác khi nâng tầm đối tác thành chiến lược với Hoa Kỳ. Ông nói, thứ hai, theo tôi là trong những dịp này Việt Nam cải cách thể chế mạnh mẽ thì cũng là hướng mà chúng ta có thể nâng cấp chiến lược lên được. Bởi vì sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán này đang đặt ra rất nhiều vấn đề và trong đó thực lực của Việt Nam lệ thuộc rất nhiều vào đầu tư nước ngoài. Trong đó lệ thuộc vào Trung Quốc với những hiệu quả rất thấp và rất nhiều dự án mà không rõ ràng. Cho nên đối với Mỹ, theo tôi, đây là một dịp tất nhiên người ta sẽ nói đến vấn đề đó là có những lời đe dọa, thậm chí rằng sẽ phải trả giá nếu như ngả theo Mỹ, vân vân. Nhưng tôi nghĩ Việt Nam cũng đã chuẩn bị khá là tốt. Đây là hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội vào ngày 27 tháng 2 năm 2019. Ông nói tiếp, thậm chí là đã có những tin đồn đoán rằng lãnh đạo cấp cao của Việt Nam có thể sang Mỹ vào năm nay để xúc tiến cùng với chính phủ Donald Trump để thực hiện điều đó, nhưng viêm phổi Vũ Hán đã ngăn cản điều này. Còn riêng về ý kiến cá nhân của tôi cho rằng đây là một cơ hội rất là tốt để cân bằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc bằng cách là nâng cấp chiến lược với Mỹ. Bởi vì nếu chúng ta nói thoát chung theo nghĩa tiêu cực, thì có thể người ta nói rằng làm sao mà thoát chung được. Nhưng mà ở đây, thoát chung tích cực là Việt Nam không nên lệ thuộc quá nhiều vào kinh tế Trung Quốc, cũng như trong vấn đề Biển Đông mà chịu sức ép rất lớn như thế này. Nên tôi nghĩ rằng giải pháp nâng cấp chiến lược lên cũng là một cách cân bằng giữa quan hệ giữa hai nước lớn hiện nay và cũng là một hướng cải cách theo tôi nghĩ là rất quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Và một điều đặt ra là không phải cứ muốn là được. Về phần mình, kinh tế gia, nhà phân tích Bùi Kiến Thành từ Hội An nêu quan điểm với đài BBC như sau. Vấn đề này không đơn giản như thế đâu. Theo những điều kiện văn bản để nâng cấp từ một đối tác toàn diện lên một đối tác chiến lược là cấp thứ hai, rồi từ đối tác chiến lược lên cấp đối tác toàn diện chiến lược là cấp thứ nhất. Vấn đề về đối tác chiến lược thì theo những văn bản về bên Mỹ và Việt Nam đã biết là nó có 3 điều kiện căn bản. Thứ nhất là về vấn đề an ninh quốc phòng của nhau như thế nào. Thứ hai là thể chế như thế nào. Và thứ ba nữa là không can thiệp trong vấn đề nội bộ của nhau. Thì 3 điều kiện ấy giữa Việt Nam và Mỹ chưa thỏa thuận với nhau được. Về vấn đề an ninh quốc phòng thì có những cái là lợi ích chung. Đây là hình ảnh tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đậu ở Vịnh Đà Nẵng trong chuyến thăm Việt Nam từ mùng 5 tháng 3 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2020. Nhưng mà về thể chế thì hoàn toàn là khó. Tại vì Việt Nam vẫn là một thể chế độc đảng, vẫn là một chế độ chuyên chính vô sản và vẫn là một chế độ mà dựa trên học thuyết Marxist-Leninist mà chính phủ Mỹ không thỏa thuận được. Ngoài ra nữa là nếu mà nó là không can thiệp vào vấn đề nội bộ của nhau, thì mỗi một năm chính phủ Mỹ, Quốc hội Mỹ đều có nghiên cứu về vấn đề nhân quyền của Việt Nam, đều mỗi năm đều phát ra một cuốn sách trắng về vấn đề nhân quyền trên thế giới và trong đó luôn luôn phê phán
về vấn đề nhân quyền của Việt Nam, thì đối với Việt Nam cho đó lại là vấn đề can thiệp vào nội bộ của Việt Nam mà Việt Nam không chấp nhận được. Vì vậy, điều kiện nâng cấp thành đối tác chiến lược là con đường xa chứ không phải đơn giản là muốn mà được. Mà hai bên phải làm những gì, đáp ứng những gì như là điều kiện để mà đi tới là việc hợp tác chiến lược với nhau, thì Việt Nam với Mỹ chưa có những điều kiện ấy. Và tiếp tục điều được đặt ra là muốn có thì hãy chuẩn bị. Trao đổi bình luận là ý kiến trên của kinh tế gia Bùi Kiến Thành, ông Phạm Quý Thọ nêu quan điểm của mình như sau. Có thể là về mặt ngoại giao với nhau, người ta cũng có thể bàn với nhau những điều kiện. Với Mỹ có thể họ đặt những điều kiện cao. Nhưng hôm 22 tháng 7 tôi thấy bà Thủ tướng New Zealand với bên Việt Nam có ký đối tác chiến lược, tôi thấy cũng không đến mức độ căng thẳng đặt hết vấn đề. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam chủ trì hội đàm cấp cao trực tuyến giữa Việt Nam và New Zealand vào ngày 22 tháng 7 từ Hà Nội. Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng New Zealand Ardern tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam và New Zealand lên đối tác chiến lược. Có thể Mỹ, người ta làm được vấn đề đó, người ta đặt ra những điều kiện nghiêm khắc hơn về dân chủ, nhân quyền, rồi về thể chế thì điều đó có thể đúng. Nhưng có lẽ trong tình huống này tôi không chủ quan lắm, song có lẽ đã có một bước chuyển để đàm phán làm sao đấy để có thể hướng tới những việc đó hay là bằng những cam kết, chứ chưa chắc nó phải chờ đến khi nào, đến lúc Việt Nam thay đổi hẳn thể chế này thì mới có thể thành đối tác chiến lược. Ông nói tiếp, nếu như thế thì tôi nghĩ là rất là khó vì một số nước ở châu Âu đã từng nâng cấp chiến lược lên với Việt Nam rồi, như Tây Ban Nha v.v. Tôi nghĩ là cũng đã nâng cấp lên chiến lược với Việt Nam, nên tôi nghĩ rằng thể chế đôi khi người ta cũng có thể chấp nhận ở một mức độ nào đấy và theo hướng cải cách, cam kết nào đấy mà người ta có thể chấp nhận được. Nhưng điều này về vấn đề ngoại giao là hết sức khó, tôi nói là không thể ngay được, nhưng có thể xúc tiến và đây là một cơ hội mà tôi nghĩ rằng mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ ngừng lại ở thương mại nữa mà có thể ở cả khía cạnh thể chế. Nhưng đối với Việt Nam, vấn đề thể chế đối với Mỹ về lịch sử rất là ác liệt rồi, thậm chí báo chí nay còn đưa tin là nhiếp ảnh gia mà đã từng chụp những bức ảnh thảm sát ở Sơn Mỹ, Quảng Ngãi cũng đã thôi kiện Việt Nam đăng những bức ảnh đó trong ngôi nhà lưu niệm đó. Ông nói tiếp, tôi nghĩ rằng là người ta chưa thể quên ngay được quá khứ, nhưng mà phải có những bước tiến của hai bên xích lại gần nhau mới được. Thế còn chờ khi mà Việt Nam thay đổi thể chế rồi mới có đối tác chiến lược, thì tôi nghĩ cái đó khó khả thi và gần như là đóng cửa về nâng cấp chiến lược đối với Việt Nam. Đây là hình ảnh giàn khoan Repsol đã phải rút lui khỏi Biển Đông dưới sức ép của Trung Quốc, khiến Việt Nam phải bồi thường 1 tỷ đô la. Cho nên, muốn có được cái đó, trước hết hãy chuẩn bị, hãy cải cách một cách tích cực và có những cam kết để hướng tới đó. Đặc biệt trong những vấn đề mà Mỹ đối xử với Trung Quốc hiện nay cũng là những bài học rất là tốt đối với Việt Nam trong cải cách thể chế. Đặc biệt là Mỹ rất căng thẳng trong những vấn đề về Tân Cương, về vấn đề pháp luật công, rồi vấn đề dân chủ ở Hồng Kông, rồi vấn đề về Đài Loan. Và tôi thấy đấy cũng là những bài học đối với Việt Nam mà không nên thể hiện cái chuyên chế của mình một cách gọi là quá thái quá. Tuy nhiên Việt Nam chưa có điều kiện để làm thế, nhưng cái hướng xích lại phía Mỹ là có thể chấp nhận được và có thể có những bước chuẩn bị để làm sao đấy mà dần dần Việt Nam nâng cấp lên đối tác chiến lược trong bối cảnh mà phải có cải cách thể chế mạnh hơn, chứ không phải là thay đổi ngay lập tức. Cũng vào chiều ngày 2 tháng 7, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng đã trả lời về khả năng Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược. Cụ thể, trả lời câu hỏi về các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ và khả năng hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam kiên trì đường lối ngoại giao, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế và sẵn sàng làm bạn và đối tác tin cậy với tất cả các quốc gia trên thế giới. Cũng theo bà Hằng, sau 25 năm thiết hệ quan hệ ngoại giao, 6 năm thiết lập triển khai quan hệ đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam và Mỹ chứng kiến những bước phát triển tích cực, thực chất trên tất cả các lĩnh vực và trên cả bình diện song phương và đa phương. Và quan hệ của hai nước cũng đã được thiết lập trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Bên cạnh đó, hai bên cũng duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc song phương và trao đổi toàn diện các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại, tăng cường thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại và khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh, quốc phòng, khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo và hợp tác trên các vấn đề khu vực và quốc tế. Đây là hình ảnh các tuyên bố của Trung Quốc về tài nguyên ngoài khơi ở Biển Đông hoàn toàn bất hợp pháp, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nói trong một tuyên bố
đưa ra vào sáng ngày 14 tháng 7 năm 2020. Và thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Bà Hằng đã nói và không bình luận trực tiếp vào việc liệu hai nước có nâng cấp quan hệ ngoại giao trong năm nay hay không. Và một điều được đặt ra là quan hệ thực chất không phụ thuộc vào tên gọi. Một điểm tình cờ là chiều cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel cũng đã có cuộc gặp báo chí Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày quan hệ ngoại giao và cũng đã nhận được câu hỏi về việc liệu hai nước có nâng cấp quan hệ hay không. Theo đó, đại sứ cho biết ông cũng không có thông tin cụ thể về việc bao giờ quan hệ ngoại giao giữa hai nước có thể sẽ là một cái tên mới, nhưng đại sứ nhấn mạnh quan hệ thực chất không phụ thuộc vào tên gọi. Và đại sứ cho biết quan hệ Việt Nam và Mỹ chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay với nhiều thành tựu trên tất cả mọi lĩnh vực. Hai nước cam kết sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ này và hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ những giá trị chung về một trật tự thế giới dựa trên luật lệ, cởi mở, thịnh vượng, không cá lớn nuốt cá bé. Bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Mỹ trong phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán, đại sứ Daniel cũng dẫn một câu ngạn ngữ tại Mỹ như sau: người bạn có mặt lúc khó khăn là người bạn đích thực. Và nhấn mạnh trong lúc khó khăn, Mỹ đã thấy được bạn của mình là ai. Ông nói tiếp, có lẽ chúng tôi không có người bạn nào tốt hơn Việt Nam. Sự hỗ trợ của các bạn đã giúp cứu giúp sinh mạng người Mỹ. Đại sứ nói. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, ngày 27 tháng 7 năm 2020 với bản tin Quan hệ với Mỹ, Đảng như hóc xương. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de